dày tôi mơ được ăn tôm ít được ăn thôi dù béo không mau à. Ngồi lại ăn nướng quán bên cục đó ơi nè cậu mày ăn đã rồi quá mát mày ơi. Ai... mày bơi hô tao kìa giờ họp xuống là tôi nhúng cho tao mặc center đi mày. Rồi lên mày. Ừ chuẩn bị cho. Ừ rồi. Cái hầm nước đục ngầu vậy mà tụi nó cũng dám tắm, đúng là một thằng dơ. Tao dặm, coi mời mốt ai nói tiểu Phương này đen nữa không? Đẹp rồi đó. Sao cái mặt trắng mà cổ đem thui vậy? Không được, dặm vô. Đó, cho nó trắng hơn. Phương, tới giờ quay phim rồi, sao em cổ đây làm gì hả? Con quỷ. Mày làm cái gì mà cái mặt mày trắng sáng cái ghê vậy? Để cướp, mời món quay phim với anh Vinh cho đẹp. Anh lại em luôn á, em đi rửa mặt giùm anh cái đi. Cái ghê muốn chết hả? Ê mấy đứa, qua nhà anh Vinh quay clip nè. Sắp tới giờ cuộc thi vô ăn trứng rồi kìa. Ủa, sao không nghe thông báo vậy trơn hả? Hình như có thông báo trên Zalo đó. Ai biểu anh chơi game hoài chi? Bị anh Vinh tự thu điện thoại là phải rồi. Rồi, để qua lại cũng lên. Ấy chờ, tôi lộn luôn. Cậu tự với mày. Rồi muốn số lượng bao nhiêu vậy mấy chị? Hồi nãy anh Vinh có nói với chị rồi là 30 trứng cút, 15 trứng gà tai với 15 hộp vịt. Giờ mấy đứa mình chia nhau ra mua đi. Rồi ok, đi nè. Ê, ở chỗ này có bán trứng nè. Vô mua luôn đi. Chị ơi, cho con xin cái bọc chị ơi. Rồi, chị con xin cái bọc. Dạ, em con cảm ơn. Rồi, cầm đi tí. Rồi, bây giờ mình mua trứng gà tai trước đúng không? Rồi, lựa đi chị Thảo. Lựa cái trứng nào là bự nhất mới được nha. Ok, ok. Đây nè, đó, bỏ vô bọc. Hay nhiều quá. Ơn dạ. Mua trứng gà phải không? Dạ. Thì theo như phần lớn yêu cầu của các bạn fan thắc mắc là anh Cường cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký, thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc đó. Thì ngay lúc này nè, vừa gọi là nãy Tiêu Cường nó trên Sài Gòn mới đi về đây luôn các bạn, là ngay lập tức nó phải chạy xuống đây nó quay phim với mình liền. Bước đó đo chiều cao không nói gì trời, này cao dữ rồi trời, 1m7. Lèo lên. Dạ. Thành viên mới, nhỏ này cao chắc có 1m45 gì. Coi kìa. Okay. Rồi, thông báo hơi bị lùng nha, bước xuống 1m47. Tiểu Cường, em bước qua đây em leo lên cây cân anh Vinh coi các em bao nhiêu ký trước một cái nha. Dạ. 45 ký, bước xuống. Lại bé heo. Bé heo này nặng à. Bé heo 41 ký. Anh Vinh, chị em cần với ơi, không biết năm nay em nhiêu ký nữa. Leo lên. Ok anh. Không biết tại nhiêu ký hả mày? Cái cân này tối đa 64 ký nó bước lên cái lúc cho kim liền luôn. Kiểu này là nó cỡ 70 ký rồi các bạn. Sớm mình có cái lò mổ heo nào gần đây không ấy đó. Đi anh. Bán này nè. Lại cắt cái mắt này dục đi cho nó hút mắt bụi vô tùm lum luôn nè. Trời đúng rồi à. Dạ chả. Sao giỏi không vậy? Chỉnh cả đi. Lâu rồi chưa có dùng tới vô ảnh cướp. Què chân à, què chân à. Chân khủng long hả anh? Cái này trứng chim bếp cục nè. Trứng đà điểu. Mọi người có thấy cái hình ảnh gì trên mấy cái trứng này không? Subscribe kênh, bấm like và bấm vào cái chuông nha các bạn. Thì quên đó, Tiêu Cường sẵn ở đây hỏi thăm luôn.
Thời gian này em trên Sài Gòn em làm cái gì vậy? Dạ từ bữa nghỉ quay phim với anh tới giờ em đi lên Sài Gòn làm với ba em làm hộ cho anh á. Nắng mưa cực khổ lắm anh. Biết vậy đó em đi học rồi. Rồi xưa nói mày đâu chịu nghe đâu, giờ mày hối hận. Dạ hối hận lắm anh. Rồi hôm gà mùa mưa tới nè, rồi có làm hộ không? Dạ có anh. Mùa mưa này làm mưa luôn, rồi tối về bệnh sốt nữa, sáng phải gán làm nữa. Em về đây chừng nào em đi nữa hả? Dạ cỡ mốt đi anh. À vậy là ngày hôm nay quay phim được. Rồi ok, vậy ngày hôm nay em tham gia cùng với team cái cuộc thi vua ăn trứng luôn nha. Dạ rồi. Mấy đứa mua trứng gì rồi, mua đưa đây coi kiểm tra cái. Anh này ra. Này là cái gì? Trứng vịt. Trứng gà ta. Trứng gà với trứng cút. Đây đây, mình cũng có mua một cái trứng ngỗng nha các bạn. Các bạn nhìn cái trứng ngỗng nào. Cái trứng ngỗng bình thường là nó rất là to, nhưng khi so cái trứng ngỗng này với cái trứng đà điểu nhỏ xíu cho. Thì bây giờ mấy đứa đem mấy cái trứng này nè vô trong nhà hấp cho mình Vinh đi, đem ra đây mới tổ chức cuộc thi vua ăn trứng được chứ. Dạ đại ơi. Dạ đại ơi. Đi em Bương cẩn thận nha. Dạ em vô. Dạ đưa cái trứng này em đi hấp luôn. Anh Vinh có dãy nút YouTube lên nè các bạn. Bạn nào đang xem clip này mà chưa nhấn đăng ký hãy nhấn vào đăng ký nha. Nhớ cho like nha các bạn. Cuối cùng nhấn là chưa thông báo nha các bạn. Rồi mấy đứa đi lột trứng đây để chị với Phương giáp tiền ta muối tiêu cho. Cuộc thi vua ăn trứng này thể lệ thi như sau. Trên tay mỗi thành viên đang cầm một chai nước. Trong 30 giây, thí sinh đó ăn được bao nhiêu trứng trên cái dĩa này thì sẽ lấy được tương ứng với số tiền bấy nhiêu. Ví dụ như dĩa đầu tiên 3 cái trứng cút 5.000 thôi, 5.000 là nhiều rồi. 3 cái trứng này ai mà ăn mà không được. Dĩa tiếp theo 2 cái trứng gà 20.000. Dĩa thứ 3 2 cái trứng vịt là bắt đầu giá trị phần thưởng cao cao rồi đó. Dĩa thứ tư rồi, cái trứng này trứng gì thi gớm vậy? Trứng ngỗng. Ngỗng là 200.000. Đừng có nghĩ dễ ăn nha các bạn, nên nhớ chỉ có 30 giây thôi, hơn nữa trứng này ăn rất dễ mặc nghiện. Và cuối cùng là trứng đà điểu 500.000. Rõ ràng chưa? Dạ rồi. Thí sinh là thi đầu tiên. Em để em cho. Mày đi đầu tiên chắc rồi đó. Bố là nhỏ thôi, biết ăn hết không có tại. Đây, trong tay của mình đang cầm cái điện thoại. Hiện tại là 0000. 30 giây, quan mập ăn được tới dĩa nào đây? Dạ, em đoán là tới dĩa này. Rồi. Mày phải tự tin. Rồi, rồi, rồi. 1 2 bắt đầu. Rồi. Giây quan mập chỉ ăn mới được tới 20.000. Lấy 5.000 chứ lấy 20.000 đi. 25.000. Nè 5.000 để đây nha. Ở khúc nãy đây nhiêu ạ? 20.000 đây. Đây 20.000 để đây. Rồi. Sẵn sàng chưa Tiên? Nếu mà em ăn nhanh quá mà em muốn thưởng thức thì em có thể chấm miếng muối tiêu. Hai. Bắt đầu. Còn nửa trứng gắn ăn nửa trứng. Gắn ăn nửa trứng nó vô luôn đi. 30 giây rồi nè các bạn.
Thấy chưa? Dạ. Được có 5 ngàn quá rồi. Vậy tính ra chưa ăn được tới 20 ngàn. Lấy 5 ngàn đi. Ba em đi đây. Ba em, ba em, ba em. À đây. Vô quần ba giùm anh đi Phương. Cầm camera cho nó đi Phương. Đưa cho anh đi đây. Làm sao vậy? Ít nhất gì cũng phải ăn hết. Ăn dữ lắm nè. Ai sẵn sàng cho con. Cái này là vua ăn ớt lần rồi á. Là A Đại là đạt giải vô địch. Đây cái trứng đà điểu nè. Nhắm thử khoảng 20 trứng mới đầy cái bụng nè. Dạ anh Đại. Dạ anh Đại. Nhanh 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 em gung tay gung chân hết trơn nè. Rồi chuẩn bị nha. Một. Dạo chi chi đi Đại ơi. Có chấm muối tiêu không? Không luôn. Giảm luôn cái dĩa muối tiêu ra đi xuống cường. Cho nó chấm chấm ơi. Hai. Bắt đầu. Thời gian rồi. Sắp được 200 ngàn rồi. Nàng cũng hết 2 phần 3 cái trứng này rồi. Cho A Đại tới 200 ngàn luôn. Yeah. 100 là 300, 300 với 20 nữa là 320, 325 ngàn. Thằng này nó ghê lắm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chị Thảo. Trời ơi, chị Thảo nè. Khó ăn lắm mẹ. Chút để tao. Tao tin mày. Ok, ok. Rồi. Quá dữ rồi. Chuẩn bị. Gán nè Thảo, Thảo. Thảo em gán cặp nữa chứ nè. Thảo Thảo vào thôi. Một. Hai. Bắt đầu. Chị Thảo có triệu chứng đã bị mắc nghẹn. Thôi giờ Thảo đứng ở đây Thảo uống nước đi. À, Thảo là bị lố là 2 giây luôn á nha các bạn, nhưng mà không sao. Coi lấy cái trứng đó ăn vô từ từ đi em. Rồi để em vô chơi cho anh thôi. Đây, phần thưởng của chị Thảo 25 ngàn. Dạ em cảm ơn. Để em vô chơi cho quan cầm quay đi. Rồi 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 rồi. Để em. Này quay phim. Dạ mà tin tưởng mày nè. Xin dưới sậy. Được chơi nước này. Dạ cậu ơi. Mẹ mày chừa cái trọng vàng ở đây làm gì vậy? Mày lao bàn, mày lao nước, mày chừa cái trọng vàng nó làm gì? Chờ đó anh. 800 ngàn em xấu quá thật. Để mình lấy cái tấm này đẹp đẹp mình để lên cài. À. Rồi dứt đi anh ơi. Rồi 1 2 bắt đầu. Coi về nghỉ tập game luôn đi mẹ. Tập game cho giữ vô 30 giây rồi nè các bạn. 30 giây rồi ăn chưa xong được ngàn trăm ngàn. Quá mất mặt. Rồi tiếp theo tới em luôn nè. Nè ai Ngọc. Tiểu Phương. Tới Tiểu Phương rồi. Tiểu Phương. Tiểu Phương hả? Phương nè. Ăn xong chảy mồ hôi tùm lum hết đâu các bạn ơi. Một lần. Ăn không nổi rồi. Lôi rồi. Đâu dễ ăn đâu. Mẹ tao nói chưa, dễ ăn lắm mẹ. Vô không luôn à. Bóp. Cố lên Phương ơi. Em làm sao phải vượt qua đường đại đó. Nói nhẹ vậy. Tìm con gái tin tưởng con Phương ơi. Bóp. 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 Cố lên Phương ơi. Hai. Bắt đầu. Này nó nuốt chứ cút luôn hay gì vậy trời. Nó muốn mặn mình luôn rồi mấy bạn.
ghê quá bạn ơi. Quá đẳng cấp. Hết thời gian, hết 30 giây rồi. Thì Tiểu Phương là giống như chị Thảo để nó thắng mình á, nhục lắm á. Tao còn chưa được 100.000 nữa. Thôi lấy tiền đi. Nè, đừng nói chuyện nữa, nhai đi. Chờ 25.000 cho Tiểu Phương. Trời ơi, trời ơi. Đây khủng nè. Đây khủng bạn ơi. Là bạn cái nhắm tên kiếm như dễ thương mày. Dán từ từ anh ơi. Trời ơi. Mày nói nổ dữ hả? Hồi nãy trước khi thi tao cũng nói vậy đó. Anh nhân 2 lên cho em 400.000. Mày tính cái gì vậy nè? Áp dụng riêng cái trường hợp đặc biệt đối với Tiểu Hùng luôn nha các bạn. Đây. Đây nè Hùng, Hùng. 400. Dạ. Khỏe lên Hùng ơi. Khỏe lên Hùng ơi. Chúc mừng Hùng. Có lên Hùng ơi. Đó, gan ăn đi. Ăn nha, ăn cho giữ vô nha. Đó. Rồi như này. Ăn tới chữ thứ 5 luôn Hùng ơi. 2. Bắt đầu. Muốn chăm nè, nãy mới vô làm thấy ghê. Trời ơi. Làm thấy ghê mà không được bao nhiêu chứ. Nói rồi. 5.000 là 25.000. Rồi cho em cho rồi. Rồi tôi mới heo nè. Vô đây. Bé heo vô. Con quả trứng gà. Bé heo. Rồi để quả trứng gà đó vô luôn đi. Bé heo là trường hợp đặc biệt, cho bé heo một quả trứng gà thôi. Dạ. Ưu tiên một cái trứng gà để đây thôi nha, chứ ăn nhiều quá bạn bị đau bao tử. Đó, thông cảm. Mấy đứa thông cảm cho bạn heo nghe. Dạ. Rồi để đây đi. Hai chục ngàn để đây nha. Quên nữa, lấy 200.000 lại chứ. Lấy 200.000 lại đi. Rồi, rồi, rồi. Ủa, làm gì tới bé heo mày sung nha. Em đây, đừng có nói nữa. 1 2 bắt đầu. Đừng có sợ. Chứng thôi mà nó ai bắt cái gì đâu mà đổ mồ hôi dữ vậy. Hết thời gian rồi, hết thời gian rồi. Mày đừng có cười nữa. Rồi văng trứng mặt vô con. Vô con. Vô con. Hả? Hết trứng gà rồi. Hết trứng gà hả? Chơi trứng vịt luôn. Mua nhiều lắm. Cái gì? Chơi trứng vịt luôn. Thằng này lâu lâu sao đụng. Sao thằng này nó mạnh dữ vậy? Chơi đi anh. Chơi luôn đi. Chơi luôn đi. Lấy cho nó luôn đi. Hạ chân anh nhìn. Hết thằng đó. Trời ơi. Trứng đâu mà trứng đúng không? Trứng vịt ngang lắm anh nhìn ơi, mà trứng là được rồi. Đường, anh nói nhỏ thôi. Em lâu lâu em về em quay được clip á, em làm sao đó. Tao nói thằng hậu cần đó bắt con gà nó luộc cho tao. Anh sao đó, cố gắng ăn cho nhiều, đừng để mất mặt nghe chưa? Dạ. Anh tin em. 1 2 3 bắt đầu. Ăn xong luôn à? Nói chuyện đâu được đâu. 100.000 rồi. 100.000. 20 là 1.2. 5.000 nữa là 125.000. Ai hạng nhất? Em nhiều nhất phải không? Đại. Rồi tiếp theo tới em hả? Dạ. Chưa anh, còn của anh nữa.
quên thằng nãy giờ tưởng nó bồi bàn không à. Hồi nãy giờ làm lại đi. Nãy giờ em đang lo nó nè anh. Gặp lại lên xem xong lên Vinh ơi. Xem xong lên. Sao nãy giờ bộ qua mấy đứa nó chê cái năm. Bây giờ thằng Vũ Thâm mình ăn tới đây anh cho nó 1 triệu luôn nè. Cố gắng mới được. Mấy đứa đồng ý cho Vũ Thanh 1 triệu không? Trời ơi. 2. Bắt đầu. Đặt lại hết thời gian rồi. Ơi trời. Có cái lời nào muốn nói với các bạn khán giả không? Cố gắng hết sức rồi. Tới chứng này. Ngán quá các bạn ơi. Một đống trong miệng mình. Hết sức lắm. Thôi gắng ăn chứng này đi. 325.000. Mấy đứa qua vợ. 30 giây ăn không được bao nhiêu chứng hết. Để ăn cho mấy đứa coi. Trời em đúng 30 giây bấm dừng rồi nói anh. Dạ. Bảy, 1, 2, 3, bắt đầu. Các bạn mà có những cái ý tưởng độc đáo nào mà ở những cái cuộc thi 30 giây như là thử thách ăn uống gì đó, các bạn có thể thoải mái bình luận ở phía bên dưới nha. Thì tụi mình thấy hay thì tụi mình sẽ làm theo ý của mọi người. Tạm biệt mọi người đi mấy em. Bye bye. Béo quá. Nó trong suốt y như là cái miếng rau câu vậy đó. Cái lòng trắng của nó, mọi người nhìn thấy kỹ không? Y như là một cái miếng rau câu luôn. Đây nè. Chấm ăn thử nha. Mình sẽ nhận xét chính xác nha. Nè. Y như rau câu luôn. Không khác gì chăng. Ăn cái trứng này nó béo hơn các bạn, nó giòn hơn. Nhưng mà cái lòng đỏ của nó, nó hơi tanh hơn so với cái trứng gà bình thường nha mọi người. Cái lòng đỏ á, nó ăn không mấy em? Ăn nhiều thì mập không? Mập nhiều mày mập sẵn rồi sao mập chứ nó. Em mập lắm. Rồi ăn nhiều đi Phương. Dạ. Ăn nhiều mày ơi. Còn trứng là đây em không? Trời ơi, em trứng là về nhà cạp với em. Dạ. Rồi ngán trứng nó bự như thế. Nói nè trời ơi, cái trứng nó bự nè. Trời ơi. Có đứa nào ăn trứng là về nhà ăn không? Trời ơi, vậy thôi ở nhà ăn cá ăn hết trứng này luôn. Ăn đi.